hai đối tượng thế hệ thứ ba người hoạt động phản diện những cái đồng họp. Thì về đối tượng này thì theo văn bản theo chỉ thị 43 của Ban Bí thư năm 2015 và chỉ thị 14 của Ban Bí thư năm 2016 và quyết định 651 của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 đều chỉ đạo việc nghiên cứu chính sách đối với đối tượng thứ ba người bị nhiễm chất độc da cam và cháu của họ, nhưng đến nay thì chưa làm được. Vì là việc xác định tiêu chí để mà điều tra khảo sát thì chưa có ai hướng dẫn, bản thân Bộ Y tế phân công nhiệm vụ này chưa làm. Vừa rồi có số liệu của Hội đồng nhân dân chất độc da cam thì chúng tôi điều tra trên cơ sở thực chứng, nghĩa là đời ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của các cháu hoạt động ở vùng phun rại, bây giờ các cháu bị dị dạng, bị tật thì chúng tôi đưa vào đấy là thế hệ thứ ba bị phơi nghi bị phơi nhiễm chất độc học. Vấn đề còn lại là nghiên cứu trách số lượng không nhiều nhưng mà số lượng chính xác thì phải có một điều tra khảo sát. Việc này thì đã có kế hoạch nhưng mà nhà nước vẫn chưa làm. Vì vậy là cần phải có nghiên cứu chế độ chính sách để thực hiện chỉ đạo của Đảng và nhà nước, cũng như là bức xúc của đối tượng. Vì đối tượng thứ ba nhất là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn rất là khó, rất là khổ. Đời sống của họ như trước đây chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói là nạn nhân chất độc da cam là người đau khổ nhất trong các cái đau khổ.